Thời gian gần đây, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã có nhiều ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động với các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp dịch vụ phải cử lao động ra nước ngoài làm việc. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm bền vững cho sinh viên. Mới đây, thỏa thuận hợp tác giáo dục và việc làm tại Australia cho sinh viên vừa được ký kết giữa trường đại học Đông Á Đà Nẵng và công ty tư vấn giáo dục và hỗ trợ việc làm Respond iPad. Việc hợp tác đưa ra các giải pháp về đào tạo và kết nối nhân lực giữa hai bên nằm trong lộ trình mở rộng định hướng cơ hội việc làm cho sinh viên các ngành điều dưỡng, công nghệ thông tin, điện, tự động hóa, du lịch, công nghệ thực phẩm và nông nghiệp. Chúng tôi mang dưỡng nhân lực từ Việt Nam sang Australia để làm việc, đưa các chương trình giáo dục, đặc biệt là chương trình cô cử để có thể giúp nâng cao năng lực và trình độ của sinh viên tại Việt Nam, Thông qua hợp tác này, chúng tôi cũng mong muốn có thể hỗ trợ nâng cao năng lực đào tạo tại các trường đại học. Thông qua việc ký kết với các nước hợp tác, các trường đại học cao đẳng đã trở thành cầu nối để sinh viên được thực tập ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được trải nghiệm môi trường làm việc mà còn gia tăng sự hiểu biết về văn hóa lịch sử, con cười của quốc gia đó từ đó họ còn hướng dẫn kiến thức kỹ năng thái độ của một công dân toàn cầu để đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. ở cấp độ doanh nghiệp chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ được các bạn sinh viên nhân viên Việt Nam còn hướng dẫn cơ hội học tập làm việc tại nước ngoài sau đó họ có thể quay trở về nước làm việc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh các trường đại học, nhiều cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đã bắt kịp được xu thế hết sử dụng lao động của doanh nghiệp bằng việc tăng cường các mối liên kết với đơn vị có nhu cầu. Tuy nhiên, để có được nguồn chất lượng chất lượng cao lại là, là một câu chuyện dài, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp từ việc nâng cao chất lượng nguồn tuyển đổi mới chương trình đào tạo nâng chuẩn đầu xa trong hơn 10 năm qua cái việc liên kết này thì nó chưa đạt ở nhiều cái khía cạnh bởi vì doanh nghiệp cũng còn có những cái phàn nàn về chất lượng đào tạo đối với lại các em chưa có nguồn nhân lực chất lượng cao thì trong năm này chúng tôi đã tổ chức các lớp đào tạo chất lượng cao thì gắn chặt chẽ với doanh nghiệp và đặc biệt là chuyển giao các cái chương trình từ Đức, Nhật và mà, à, để, Úc để mà đào tạo theo thống kê từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam đang là một trong những thị trường lao động lớn nhất của ASEAN với quy mô khoảng 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%. Tuy nhiên để cạnh tranh với các nước khác và cạnh tranh mức lương cao, việc đào tạo nâng cao năng lực trình độ tay nghề là vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực đổi mới từ các cơ sở giáo dục đào tạo từng bước giải quyết nút thắt nguồn chất lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là trong lĩnh vực sản xuất.